Các bạn biết không, sau tai nạn kinh hoàng đó, trở về nhà, cái điều đầu tiên mà hai vợ chồng của mình muốn làm đó là đi du lịch thế giới cùng nhau. 2 tháng nằm trong bệnh viện, rồi mình lại mất thêm 2-3 tháng sau để mình làm vật lý trị liệu, rồi mình phải đi làm răng lại. Tiếp đó là mình phải vào và làm một cái ca mổ cuối cùng là bỏ cái hộp sọ của ảnh vô lại. Thì cũng may là tất cả những cái bill đó đều được công ty bảo hiểm chi trả. Còn dư lại một phần tiền thì hai vợ chồng của mình quyết định là mình sẽ đi du lịch thế giới cùng nhau, đến tất cả những cái nơi trong cái bucket list của mình. Nếu các bạn chưa biết thì bucket list là một cái danh sách bạn muốn làm trước khi bạn rời xa thế giới này. Nghe thì nó hơi tiêu cực, nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái bản kế hoạch trải nghiệm cuộc sống. Thay vì chỉ bù đầu vào công việc, Kim và ông xã bắt đầu từ Việt Nam trước. Anh em muốn về thăm lại ông bà ngoại, thăm người thân, thưởng thức những món ăn quê hương của mình. Rồi sau đó tụi mình đi Nhật, rồi tụi mình làm một cái chuyến đi ở châu Âu. Mình đến Pháp, Anh, đi du lịch bụi từ Anh, mình đi xe lửa đi qua bên Ý, rồi mình đến những cái thành phố của Ý như là Venice hay là Rome, và tiếp theo đó là tụi mình đi Hy Lạp, cái thành phố Santorini phải nói là vô cùng xinh đẹp. Và sau đó là tụi mình về lại Mỹ và tụi mình đi những cái xứ biển như là Cancun, Jamaica, Hawaii, và cuối cùng là tụi mình dừng cái chuyến đi của mình ở một cái nước châu Phi là Uganda. Tụi mình lần đầu tiên được trải nghiệm một cái chuyến đi missionary trip, tức là mình đi để giúp đỡ những cái em trẻ nhỏ ở châu Phi. Khi muốn chia sẻ cái thông điệp này cho các bạn, đó là chúng ta đừng đợi đến khi có chuyện xảy ra thì mình mới tỉnh ngộ, thì mình mới bắt đầu sống cái cuộc sống này. Nếu mà chúng ta có thể, có sức khỏe, còn đi chơi được, còn tận hưởng cuộc sống, còn muốn làm một cái gì đó mà mình mơ ước, thì mình hãy bắt đầu từ ngay bây giờ. Biến cố 7 năm trước đã cho Kim và ông xã của Kim thật sự trân trọng từng giây từng phút trong cuộc sống của mình, trân trọng thời gian bên nhau, trân trọng thời gian với gia đình. Kim rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình nha.